đề nghị truy tố nguyên hiệu trưởng trường đại học, trưởng phòng, phó trưởng phòng. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên rửa tiền cực kỳ tinh vi, gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhận án treo. Đề nghị truy tố nguyên hiệu trưởng trường đại học, trưởng phòng, phó trưởng phòng. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố nguyên hiệu trưởng trường đại học Đồng Nai cùng một loạt đồng phạm là trưởng phòng, phó trưởng phòng, giảng viên của trường. Sau thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản xảy ra tại trường đại học Đồng Nai. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 6 bị can. Theo đó, 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Trần Minh Hùng, nguyên hiệu trưởng trường đại học Đồng Nai, Phan Văn Thanh, trưởng phòng kế hoạch tài chính trường đại học Đồng Nai, Đặng Minh Thư, phó trưởng phòng đào tạo trường đại học Đồng Nai, Dương Minh Hiếu, phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng trường đại học Đồng Nai, Lê Thị Hoài Lan, trưởng bộ môn quản lý giáo dục trường đại học Đồng Nai. Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nhân viên làm việc phòng kế hoạch tài chính trường đại học Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009 đến năm 2019, trường đại học Đồng Nai theo dõi thu chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán, doanh thu tổng số tiền hơn 69 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với trường đại học Đồng Nai số tiền hơn 6,3 tỷ đồng và không nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng. Trong năm 2018-2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53 tỷ đồng, trường đã thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, hiệu trưởng Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức. Phan Văn Thanh thống nhất cùng với Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu tính công quyết toán theo định mức đã ban hành. Sau đó, các bị can lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Các bị can này không kê khai thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến không nộp thuế gần 700 triệu đồng. Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu còn lợi dụng chức vụ quyền hạn đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hệ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là hơn 271 triệu đồng. Số tiền này đã được quyết toán chi trả hơn 187 triệu đồng. Từ năm 2010 đến năm 2021, trường Đại học Đồng Nai tổ chức các khóa hệ đại học liên thông, vừa học vừa làm với tổng số gần 7.800 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng. Từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2021, Võ Thị Ngọc Dung là nhân viên làm việc phòng kế hoạch tài chính được phân công thu học phí, lệ phí tại trường bằng tiền mặt với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số tiền gần 27 tỷ đồng. Dung chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Dung đưa cho chồng để trả nợ hơn 900 triệu đồng. Còn lại gần 2,1 tỷ đồng, bị cáo để trong tủ cá nhân tại nơi làm việc. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên rửa tiền cực kỳ tinh vi. Thưa quý vị và các bạn, từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trước đó, vào tháng 2 năm 2022, chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, lên mạng Facebook thấy tài khoản Khánh Nhỏ đăng tin tuyển dụng nhân viên kế toán online làm công việc nhập số liệu cho công ty kế toán Alpha, nên đã nhắn tin xin việc. Sau khi được chấp nhận vào làm việc, chị L nhận nhiệm vụ nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa. Mỗi ngày, cộng tác viên sẽ nhận được từ 3 đến 10 đơn hàng theo các khung giờ cố định. Sau đó, một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram tên thư ký Yến Pharmacity nói rằng công việc của chị L đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, chị L thực hiện đơn hàng chuyển 3 triệu đồng, thì sau đó chị nhận lại được hơn 4,4 triệu đồng. Tiếp đó, theo yêu cầu của đối tượng,
chị L đã chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng đến tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhưng chị đã không thể rút được tiền ra. Đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau yêu cầu chị L tiếp tục chuyển tiền mới rút được số đã chuyển. Cứ như vậy, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, chị L đã 24 lần chuyển hơn 19 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, để rồi sau đó không rút tiền ra được. Biết bị lừa, chị đến Công an thành phố Hà Nội trình báo. Quá trình điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng trên do bộ phận 777Bay thuộc tổ chức tội phạm Gibian quản lý. Công ty Gibian là một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các ứng dụng đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian. Công ty có trụ sở tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Công ty này chia làm 8 bộ phận. Bộ phận kỹ thuật phụ trách viết phần mềm, bảo mật hệ thống máy chủ, tránh hacker truy cập. Bộ phận hành chính có nhiệm vụ tuyển dụng, trả lương nhân viên và duy trì cơ sở vật chất để công ty hoạt động. Còn các bộ phận khác làm dịch vụ rửa tiền cho nhiều đối tượng ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Trong đó bộ phận 777Bay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam. Bộ phận 777Bay do đối tượng Tan Chibao sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc làm quản lý. Có khoảng 79 người chia thành 5 tổ làm việc, trong đó có nhiều người Việt Nam. Kết quả điều tra cho thấy bộ phận 777Bay đã cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Cụ thể, tổ nhập khoản đã gửi các số tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo cung cấp cho chị L chuyển tiền. Sau khi chị L chuyển hơn 19 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, nhân viên tổ nhập đã xác nhận và lên điểm trong hệ thống của 777Bay. Toàn bộ số tiền của chị L chuyển đến sau khi chuyển vào các tài khoản ngân hàng của tổ tài vụ quản lý. Các nhân viên tổ tài vụ đã thực hiện việc luân chuyển, chia nhỏ và chuyển tiền đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Cơ quan điều tra xác định, các bị can là nhân viên bộ phận 777Bay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để những đối tượng lừa đảo chuyển cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, chúng xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống. Lúc này, nhóm xuất tiền rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng của bộ phận 777Bay và chuyển đến các tài khoản ngân hàng do những đối tượng lừa đảo chỉ định. Đây bị coi là hành vi đồng phạm, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Xác minh theo dòng tiền chị L bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra xác định Phan Văn Minh sinh năm 1978 ở thành phố Hồ Chí Minh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phúc và kinh doanh mua bán ngoại tệ. Từ năm 2020, Minh bắt đầu nhận rửa tiền bằng hình thức nhận tiền Việt Nam đồng qua tài khoản, rồi cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách hoặc chuyển đến các tài khoản ngân hàng do khách chỉ định. Để hoạt động, Minh thuê các bị can khác mở các tài khoản ngân hàng, chuyển tiền và rút tiền. Trong vụ án này, Minh đã nhận rửa hơn 10 tỷ đồng là số tiền của bộ phận 777Bay chuyển đến. Hành vi của Phan Văn Minh và nhóm đồng phạm vào tội rửa tiền theo quy định tại khoản 3 điều 324 Bộ luật hình sự. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 19 tháng 4. Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do một bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Phiên xử sẽ được mở lại vào ngày 15 tháng 5 tới. Gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhận án treo. Thưa quý vị và các bạn, bị cáo Phạm Đình Cự là người có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Sáng nay, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, sinh năm 1956, trú phường 7, thành phố Tuy Hòa, cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, sinh năm 1956, trú phường 5, thành phố Tuy Hòa, cựu giám đốc Sở Tài chính Phú Yên cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bị cáo Cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt, bị lãng tai nên hội đồng xét xử cho phép ngồi trong cả quá trình xét xử. Sau khi Viện Kiểm sát công bố bảng cáo trạng, cả hai bị cáo đều thừa nhận các tội danh như cáo trạng đã nêu và động cơ phạm tội xuất phát từ mong muốn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có một số cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế phát triển theo kịp các tỉnh trong khu vực. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất
hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Bimefaco nộp hơn 8,7 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 10 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo quá trình công tác cũng có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng, huân chương, kỷ niệm chương, là con em gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm là đúng người, đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá đối với lô đất 1.183 m2 thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, cho công ty cổ phần Bimefaco. Đây từng là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đó Bimefaco đã chuyển đổi thành công ty cổ phần, vốn điều lệ nhà nước là 51%. Đến ngày 6 tháng 5 năm 2013 thì 100% vốn của tư nhân để thực hiện dự án Trung tâm Kinh doanh Dược, Mỹ phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên. Bị cáo Cự với chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và bị cáo Đỗ Duy Vinh, chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, biết công ty Bimefaco không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất, nhưng vẫn làm các thủ tục cho công ty này chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất nói trên cho Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Phú Yên vào tháng 7 năm 2013, không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.